Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo. Và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Cuối cùng thì ta cũng tìm được cái lũ phù thủy các ngươi. Ác quỷ các ngươi, tôi kiếm ta làm gì chứ? Trong cái thế giới này chỉ có ác quỷ bọn ta được sinh sống thôi, còn phù thủy các ngươi phải bị tiêu diệt. Để coi sức mạnh của ngươi có thể tiêu diệt được ta không, ác quỷ ngốc à? Dám khinh thường ta hả? Được rồi, ta mời ngươi ra tay trước. Hãy xem sức mạnh phù thủy của ta đây. Thôi. Trời ơi, ngứa quá, cái gì vậy, cái ngứa ta hả? Trời ơi, mắc cười quá. Hả? Tại sao mà không bị giết cho vậy? Tại vì ta là ác quỷ mà, nghĩ sao vậy, lửa làm sao tắt cái ác quỷ được. Thôi được rồi, đến ta ra chiêu đây. Ui, sức mạnh bóng đêm của ác quỷ. Biến lên. Thấy có chưa? Có chưa, ghê chưa? Trời ơi, làm cái gì mà ốm sùm trời đất vậy trời? Quay hai cái tên kia, hai cái tên kia nè. Gì vậy? Hai cái người kia, hai người đang làm gì vậy? Hai người có biết đây là ngọn núi của làng Hero Team không? Tính phá hủy cái ngọn núi này hay gì vậy? Sao mà chọi bơm gì đùng 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 vậy hả? Hả? Thì sao? Ủa, ngươi là ai mà dám xía vào chuyện của tụi ta hả? Ai, ta hỏi ngươi là ai mới đúng á. Nhìn ngươi lạ hoắc à, tự nhiên ngươi xuất hiện ở trong làng Hero Team. Ủa mà khoan, còn bên đây là ai đây? Ủa, bà phù thủy bất hạnh. Quay cái tên kia. Tại sao vậy? Ngươi có phải đàn ông con trai không? Ngươi là đàn ông con trai mà sao ngươi lại đi bắt nạt một người con gái? À không, cái này không, này bà phù thủy bất hạnh hai mấy ngàn tuổi rồi nhưng mà vẫn cũng là con gái. Vẫn là con gái mà, người ta là con gái còn ngươi là đàn ông mà sao ngươi lại bắt nạt người ta hả? Không biết nhục hả? Tại vì cái bà này đang đứng ở trong lãnh địa của ta, hiểu không? Bây giờ ta phải tiêu diệt bà, hiểu nè, không? Nè, ta nói cho ngươi biết nha, lãnh địa của ngươi gì? Đây là làng Hero Team, chính là làng của ta. Ngươi đừng có nói là lãnh địa của ngươi. Bây giờ á, ngươi bắt nạt con gái hoài là ta có tin là có tin là ta làm gì vậy ta? Thì đó, em đừng có nói nhiều, có tin là ta giết ngươi luôn không hả? Ta đánh ngươi bây giờ hả? Gì ngươi đòi đánh ta? Nè, ta nói cho ngươi biết nha, ngươi đàn ông con trai, ngươi ăn hiếp con gái, ta đã nói rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nữa mà ngươi còn đòi đánh ta hả? Nè, ta nói cho ngươi biết, ta chính là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Ta có đến tận hơn 3 triệu fan ở trên kênh YouTube của ta. Ngươi có tin bây giờ ta quay cái mặt của ngươi lên nè, ta đang quay nè, không, ta quay cái mặt của ngươi lên nè, ta đăng lên, đúng không? Ta đăng lên để cho mấy bạn fan của ta comment là ngươi là cái đồ ác quỷ không biết xấu hổ đi bắt nạt con gái. Trời ơi, clip chụp hình đi nha. Đó trời. Quay nè, ta đang quay nè. Đó, ta quay cái mặt của ngươi lên nè. Cái đồ bắt nạt con gái. Lần sau biết mặt ta thôi, ta đi. Trời ơi, đừng có quay ta. Trời ơi. Quay nè. Trời ơi. Nhục quá, cái tên ác quỷ kia nhục quá à. Trời ơi, con trai bắt nạt con gái, nhục. Cái đồ đàn ông con trai mà đi ăn hiếp con gái. Ồ, khoan từ, còn bà Phụ Bất Hạnh nữa. Ê, bà Phụ Bất Hạnh, quay. Bà có sao không vậy? Hình như ngươi là Phong Cận TV đúng không? Đúng rồi, ta chính là Phong Cận đây. Ủa mà ngươi có sao không vậy? Ta thì không sao. Ủa mà Hoa, tại sao ngươi lại bảo vệ ta làm chi chứ? Thì nói chung á là thật ra thì ta cũng sợ rằng là ngọn núi của Hero Team sẽ bị cái tên ác quỷ kia phá hủy, cho nên ta đứng ra ta bảo vệ thôi. Với lại á là ta thấy ngươi cũng là con gái mà ngươi bị tên ác quỷ kia là tấn công thì ta bảo vệ thôi. Đó, trời ơi, con trai phải như thế, hiểu không? Không ngờ nhìn ngươi vậy ngươi cũng ga lăng phết nha. Trời ơi, tự nhiên khen tôi. Thôi được rồi, thôi bây giờ chắc là ta phải đi mai kim cương tiếp đây. Không, thôi tí nữa về xong đi cạo đầu ta luôn á. Thôi nha, vậy thôi nha, tạm biệt nha, đi nha, bye bye. Tạm biệt. Wow, đây là lần đầu tiên có một cái đấy bảo vệ mình luôn á. Tại sao tao có cảm giác gì đó kỳ lạ ta? Tim mình tại sao lại đập mạnh vậy? Chẳng lẽ không được, mình là bà phù thủy bất hạnh, mình không được có tình cảm với ai hết. Cái tên này, trời ơi, tụi ai biết thật mà. Mình phải đi về nhà thôi.
Ơi Sam ơi, tha tôi đi mà. Sam ơi, tôi hứa lần sau tôi sẽ kiếm được kim cương mà. Tha cho tôi đi, đừng có quýnh tôi. Cái gì mà tha, ông đi từ sáng đến giờ không kiếm được một bụng kim cương đi chơi đúng không? Không có, không có đâu. Hồi sáng nay á là tôi có việc cho nên là tôi mới không kiếm được kim cương thôi. Bà tha tôi lần này đi mà. Không có. Nhiều lần rồi, bây giờ ông lo nằm yên thì tôi quánh cái này ra cây vào mông ông là tôi hết giận hà. Ôi ơi, trời ơi, nhẹ hiểu gì bà cầm cái cây còn to hơn tôi nữa. Bà cái cây đó mà quýnh tôi là tôi vỡ đầu luôn á. Bà nghĩ sao vậy? Quýnh người ta, quýnh là người ta quýnh bằng cái cây nhỏ nhỏ thôi. Bà xách nguyên cái cột nhà bà quýnh tôi luôn á. Trời, vì tôi là cột nhà, tôi là nóc nhà của ông, tôi phải lấy cột nhà tôi quánh là hợp lý rồi chứ sao vậy? Ôi ơi, tha tôi lần này mà, ôi tôi xin bà. Trời đất ơi, tưởng cặp đôi yêu thương như thế nào, ai ngờ cũng chỉ gọi là đánh qua đánh lại thôi. Cặp đôi gì kỳ vậy? Mà yêu thương nhau chứ. Bà Phù Thủy Bắc Hạnh này vô duyên, nhà người ta chuyện của người ta vô duyên vậy? Tự nhiên hôm nay bà Phù Thủy Bắc Hạnh sẽ xuất hiện ở trong làng mình vậy Sam? Trời rồi biết rồi, bây giờ bà muốn nhốt tôi vào tù tiếp đi chứ gì? Tôi không có chuyện, không có rảnh đâu nha. Tôi đang mời là với bàn công chuyện nhà tôi, không có vô duyên đâu, không có rảnh đâu nghe. Đúng rồi, bọn tôi không có rảnh chơi chung với bà đâu. Nói đúng chung rồi, là hôm nay ta cũng không rảnh là nhốt hai người vô nhà tù. À khoan. Vậy? À, Phong Cận TV à? Nói chung là ta gì à vậy? Không phải xưng hô sao nhở? Nói chung là hôm nay tôi có làm một cái bánh này muốn tặng cho Phong Cận á, coi như là một lời cảm ơn Phong Cận đã cứu tôi lại là khỏi tên quái vật kia. Ủa cái gì mà tự nhiên hôm nay bà Phù Thủy Bất Hạnh tặng bánh kem tôi luôn vậy Sam? Trời, bà còn xưng hô tôi với ông. Trời bà nội bà ngàn tuổi rồi. Cái gì mà tự nhiên xưng hô gì mà tôi với ông nghe ngọt xớt vậy trời? Ôi trời đất ơi, thì người ta được mấy nghìn tuổi cách nhau được mấy cái thôi mà nó sao ôi đâu trời. À nói chung thì hôm nay ta tôi có làm cái bánh này tặng cho ông á Phong, nên tôi mong ông thích nó. Cảm ơn. Còn cảm ơn gọi là Phong đã cứu tôi sáng nay nha. Trời ơi, bà kia đứng gần giải thích ra cái coi. Trời ơi, ủa gì mà ông với bà Phù Thủy Bất Hạnh thân nhau hồi nào tôi không biết vậy? Ủa tôi Sammy, tôi cũng đâu biết gì hả? Nói chung là sáng hôm nay Phong Cận đã giải cứu ta khỏi một tên quái vật. Đúng là lãng mạn quá đi à. Ai Sam ơi, để tôi giải thích. Thật ra là hồi sáng nay á, bà Phù Thủy Bất Hạnh bị một tên ác quỷ tấn công. Xong đầu tôi thấy á, tôi mới lại tôi giải cứu thôi chứ không có gì hết trơn á. Trời đất ơi, giải cứu hả? Đó là một lời tỏ tình lãng mạn của ngươi dành cho ta đó. Hả cái gì? Làm gì có bà nội. Ủa? Trời ơi, không có vậy luôn á. Ê Sam ơi, Sam ơi. Ủa trời. Trời ơi, cái bà Phù Thủy Bất Hạnh Sam giận tôi kìa, thấy không? Trời ơi, trời. Sam giận ơi, có sao đâu, vẫn còn ta ở đây mà, đúng không? Thôi, mệt quá, thôi được rồi, bánh kem thì ta vẫn nhận. Nhưng mà thôi, đừng có làm vậy nữa, Sam ơi giận ta mất tiêu kìa, thôi, ta đi đây. Nhặt bánh kem của mình mà còn chạy đi, tức là mắc cỡ đúng không nè? Ủa tức là... nhất định ta sẽ khiến người phải thích ta. À để coi cái tiếp theo là gì nhỉ? Trời ơi buồn quá, tôi không ngờ Phong Cận là người như vậy. Bây giờ Phong Cận sẽ thích ta, hiểu chưa? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Phong Cận chắc chắn 1.000 năm, 1 tỷ năm, 1 triệu năm sẽ mãi thích ta, không bao giờ thích bài không? Bà Phù Thủy Bất Hạnh xấu xí. Không thích cũng bài thích. Được rồi, ngươi nói nhiều quá. Bây giờ ta sẽ biến ngươi thành một con vật gì đó xấu xí và Phong Cận sẽ không còn thích ngươi nữa. Gì? Hãy xem ta đây. Hãy cha.
rồi, khọt khọt. Mẹ chúng tôi hai bánh thịt đây. Khọt khọt. Bây giờ bé heo xấu xí cỡ đây một mình nhá, còn bây giờ ta sẽ đi hẹn hò với Phong Cận đây. Ủa gì kỳ vậy? Không chịu, không chịu đâu. Mình biết, mình biết mình heo xấu xí rồi, chết rồi, giờ sao đây? Không được, được, bây giờ mình phải tới chỗ Phong để mình nói chuyện được. Phong ơi, tôi là Sammy nè. Phong ơi. Nhầm. Tính ra bánh kem này ăn cũng ngon quá ta. Bà Phụ Thủy Bất Hạnh vậy mà cũng biết là bánh kem cũng ngon phết. Phong ơi, khọt. Phong ơi, trời ơi trời. Ủa, cái gì mà mình nghe tiếng của Sammy ở đâu quanh đây ta? Ủa Sam ơi, bà đâu rồi? Khọt. Đây nè, sao lưng không nè, khọt. Ê, quay ơi, con heo kia đây chút khác. Ai, ai cho người ăn bánh kem của ta, đi ra. Cái gì vậy trời, tôi nè Phong ơi. Tôi không phải là heo, tôi là Sammy Đào. Khọt. Ủa, cái gì vậy? Ủa sao con heo này lại biết nói chuyện mà sao giọng của nó nghe giống giọng của Sam ấy ta? Gì con heo, Sammy chỉ cho ngươi biết cách nói chuyện hả? Không, đây là tôi là Sammy Đào. Ủa? Cái gì vậy? Sammy đây. Ủa sao bà bị biến thành con heo rồi Sam? Trời đất ơi, cái bà Phù Thủy Bất Cạnh vô duyên xấu xí biến tôi thành con heo nè. Ủa cái gì kỳ vậy? Ủa sao tự nhiên bà biến bà thành con heo? Cái gì kỳ vậy? Ê, nhưng mà nhìn cũng dễ thương lắm Sam, hay là bà biến thành con heo luôn đi. Không nghe, nghĩ sao biến thành con heo, tôi muốn làm Sammy Đào thôi. Bà biến tôi thành con heo để bà chia cắt hai tụi mình đó, Phong ơi, khọt. Ủa, cái gì bà nói không câu nào bà cũng khọt vậy? Ủa rồi. Tôi là heo mà khọt. Nhưng mà nhìn dễ thương mà đúng không? Ủa mà bà Thủy Bất Hạnh đâu ta? Ủa mà sao tiền bà biến bà thành con heo? Phong Cận à, ta tới rồi đây. Ủa bà Phù Thủy Bất Hạnh, sao tự nhiên bà lại biến Sammy của tôi biến thành con heo vậy, kỳ vậy? Gì vậy? Ủa thì đương nhiên rồi, Sammy mà xấu xí như con heo thì ngươi sẽ đồng ý hẹn hò với ta đúng không? Hả? Nè ra cái vụ đó vậy, khọt. Không có chuyện đó đâu. Tôi nói cho bà biết nha, bà chơi xấu quá, tiện bà biến Sammy tôi thành con heo. Nhưng mà tôi nói bà biết nè, dù cho Sammy cứ biến thành một con heo xấu xí đi chăng nữa thì tôi vẫn thích Sammy thôi, tôi không thích bà đâu. Hả? Ủa gì kỳ vậy? Người phải thích ta chứ con heo này xấu hơn chết à? Xấu thì xấu, nhưng mà nó vẫn là Sammy. Dù bây giờ bà biến Sammy trở thành con khủng long, con voi, con hà mã hay con gì cũng vậy, tôi vẫn thích Sammy. Cho nên á, là bà hãy mau đi đây. À quên, trước khi đi hãy biến Sammy trở lại thành người đi, nhanh lên. Đúng rồi, con. Thôi cũng được, chỉ cần là Sammy người sẽ thích đúng không? Đúng được rồi. Ta sẽ biến lại. Hay cha. Ôi Sam ơi. Cái bà Phụy Bất Hạnh kia tôi nói nha, bà không được bắt nạt Sammy với tôi nữa nha. Bây giờ bà đi đi, tôi đã nói rồi, tôi không đúng thích bà đâu. Đi. Thôi cũng được, nhất định ta sẽ trở lại. Còn cái này, ta tặng ngươi. Ủa cái gì vậy? Gì tặng hoa đó vậy? Trời ơi trời, không thèm, thèm. Không thèm. Trời ơi, kỳ đúng cục rồi. Ôi Sam ơi, tự nhiên bà bị biến thành con heo nhưng mà nhìn dễ thương lắm. Tôi gì mà tôi muốn thành heo đâu. Thôi bây giờ anh mình đi ăn đi. Trời ơi, nãy tôi biến thành heo đó bụng gần chết à. Hả, đi ăn hả? Thôi bây giờ tôi cần phải đi mai kim cương để kiếm tiền thì mới đi ăn được, chứ giờ hết tiền rồi. Rồi thôi đi mai đi nha, tôi đi ngủ mệt quá à. Ủa gì kỳ vậy? Đáng lẽ tôi đi mai bà phải ở nhà chuẩn bị cơm cho tôi, sao bà đi ngủ? Trời ơi kỳ cục. Anh mệt rồi, biến thành heo buồn ngủ à. Trời ơi, lười biến heo bạn thấy không? Mặc dù Sammy không biến thành con heo nhưng mà Sammy vẫn lười biến như heo, các bạn thấy không? Đó, trời ơi. Tôi nghe đó nha. Tôi đâu có nói gì đâu. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ mình phải đi mai kiếm kim cương để về mua đồ ăn cho Sam thôi. Bây giờ đi kiếm kim cương chỗ nào đi ta? Bình thường á, kiếm kim cương là phải vào trong hang động, nhưng mà ở trong làng Hello Team thì không có cái hang động nào để đi vô hết trơn á. Giờ không biết rồi. Ui, cái gì kia? Trời ơi, nhiều kim cương quá vậy. Trời ơi, cái gì đâu mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Trời ơi, quá trời kim cương luôn bạn ơi. Ủa mà khoan từ, tại sao kim cương lại có ở trên mặt đất? Chắc chắn cái này là ngẫu nhiên, không phải do Phong đặt ra đâu nha các bạn nha. Chắc chắn luôn á. Trời ơi, đẹp quá. Nhiều kim cương quá, phải lấy thôi, phải đào thôi. Trời ơi, quá trời kim cương luôn mấy bạn ơi. Xịn, kỳ này nha.
là mình sẽ có kim cương để mình làm gì ta? Mình sẽ mua cho mình một chiếc xe Lamborghini. Ủa, thôi không được, mình không thể nào giữ kim cương cho một mình được. Hay là bây giờ mình sẽ giấu hết kim cương để mình, à không được, mình phải gọi là chia kim cương cho Sammy nữa chứ, đúng không? Ừ, mình sẽ lấy kim cương này mình mua cho Sam gọi là thật là nhiều quần áo nè, son nè, đồ trang điểm nè, đó, để cho Sammy có đồ đẹp để mặc. Ha ha, hợp lý, đặng hết luôn. Ok, trời nhiều quá, kỳ này là Sammy chắc chắn sẽ rất là thích. Ủa mà giờ không biết Sammy đang làm gì ta? Phong Cần. Ủa? Phong Cần. Ê Sam ơi, qua bên đây tôi nói nghe nè. Sam ơi, bên này có kim cương nè. Hả? Ông đào được kim cương luôn hả? Đúng rồi, quá trời kim cương luôn. Kỳ này là tôi sẽ mua cho Sam thật là nhiều đồ đẹp. Phong ơi, tôi là Sammy nè. Gì ta? À đúng rồi, Phong ơi, hôm nay tôi có chuẩn bị trông rất là nhiều gà luôn á. Nè, ở trong ăn á. Trời ơi, cảm ơn Sam nha. Trời ơi, sáng giờ đi mai đó bụng muốn chết rồi. Sammy mang gà quay với tôi hả? À. Trời ơi, cảm ơn Sam nhiều nha. Đúng rồi. À, mà Phong ơi, hả? Tôi là Sammy đúng không? Hử? Ủa, thì bà là Sammy chứ bà là ai? À, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi mà. Ông ăn gà đi, nếu ông mà đói, tôi còn nhiều gà lắm á. Ôi, nhiều vậy? Nha. Ủa mà tiền đâu mà mua vậy? Ờ, thì tôi tự nấu trong ăn đó. Thôi, cảm ơn nha. Ông ăn đi xong chưa vậy? Trời ơi, lâu gần chết rồi, ngủ được. Ủa cái gì vậy? Ủa? Ủa ai đây? Ủa ai đây? Ủa gì đây? Ông Phong Cần, đây chính là Sammy giả mà. Ơ, ông đừng có tin. Cái gì vậy bạn? Sao là Sammy nè, cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên có hai Sammy xuất hiện luôn vậy? Ủa chuyện gì xảy ra vậy? Ủa? Nè nha, cái bà kia nha, tôi nói trước nha, tôi là Sammy thật. Tôi là bạn gái của Phong Cần, còn bà là ai dám nhầm mà tôi? Hả? Nói coi. Tôi mới là gọi là bạn gái của Phong Cần nha. Ờ, bây giờ tôi hỏi Phong, tôi có phải là người đưa trông gà cho ông ăn không? Đó, Sammy thật chắc chắn sẽ quan tâm đến Phong Cần chứ sao nữa, đúng không? Cũng đúng. Sammy thường rất là quan tâm đến tôi, cho nên Sammy thật sẽ là người quan tâm đến tôi. Ủa nhưng mà khoan. Từ nha, Phong, ông nhớ lại đi. Tôi là người chính xác, tôi là người nói ông đi mai, còn tôi đi ngủ đúng không? Tôi đi ngủ làm sao tôi giao gà cho ông được đó. Ủa? Chắc chắn bài là giả rồi. Ừ cũng đúng ha. Tính ra là Sammy kêu Sammy đi ngủ mà ta. Ủa nhưng mà khoan. Đúng rồi. Vậy là Sammy vô tâm quá à. Vậy là Sammy đâu phải là Sammy thật đâu. Ủa đi mà. Tôi là thật. Quan tâm với Phong Cần, tức là tôi là người thật nè. Đúng rồi. Trời, cái bà này đâu ra vậy? Trời đồ phết. Trời, xin ra quay. Ủa? Nhưng mà khoan, từ, tôi nhớ là Sammy á là chỉ có một người chị em sinh đôi, chính là Sammy thôi mà, chứ làm gì có ba chị em sinh đôi, sinh ba đâu mà sao tự nhiên xuất hiện thêm một Sammy nữa vậy ta? Hả? Ủa chuyện gì vậy? Ủa sao tôi đau đầu quá vậy? Tôi mới là người thật, là người thật nè, tôi quan tâm tới ông như vậy chắc chắn tôi là người thật chứ sao nữa? Ủa? Ơi trời ơi bạn ơi, mình đau đầu quá, mình không biết ai là người thật hết. Bây giờ bạn hãy thử cơ mình cho mình biết nha, người bên trái hay là người bên phải, người nào mới là người thật nha bạn. Chứ mình là mình rối não, mình không biết luôn rồi đó. Ôi trời ơi, giống nhau đến từng chi tiết luôn, không có chỗ nào khác luôn nè. Ủa? Tôi là người thật mà. Tôi là người thật. Thôi được rồi. Vậy thì bây giờ đi. Nói chung á là chỉ có tôi với Sammy mới biết được rõ về nhau. Chính vì vậy tôi cho nên là tôi sẽ đặt ra những câu hỏi, thì ai trả lời đúng thì mới chính là Sammy thật, hiểu không? Được, ok. Được rồi. Vậy giờ tôi hỏi nha. Ngày tháng năm sinh của tôi là ngày nhiêu? Bên này trả lời chưa? Ngày tháng năm sinh của Phong là ngày gì sao ta? Không biết hả? Còn bên này trả lời coi biết không? Trời ơi, ngày tháng năm sinh ông Phong Cận tôi nắm trong lòng bàn chân luôn, cái phải bàn tay nữa nè, nghe bánh lộ tay đang nghe Phong Cận tay gì là ngày 22/2/2001 đúng chưa? Tên tên. chính xác. Ủa vậy thì bên này đúng rồi nè. Ủa chỉ là một câu ngày sinh thôi mà, lâu lâu bị quên một xíu thôi chứ tôi gọi là sao mới thật nha. Rồi ok, được rồi, vậy thì tôi sẽ đặt ra câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi gì cho nó khó đây ta? À, thú cưng mà tôi với Sammy nuôi chung tên là gì? Trời ơi, trả lời đây. Thú cưng mà gọi là của Phong Cận với Sam nuôi chung đó chính là bé Bông và bé Cam. Ồ, sao em biết vậy? Đúng luôn nè. Ủa vậy là hai người đều là thật hả? Gì kỳ vậy? Trời ơi, kỳ quá. Ủa gì kỳ ta, đâu có được. Bình thường là chỉ có một Sammy thôi mà, đâu có thể nào cả hai người là thật được ta. Hãy thêm một câu hỏi, chắc chắn
lời đúng không xem nè. Trời ơi, cái bà này dám xem video của hai người tôi đúng không? Trời ơi, để tôi xem coi. Vậy giờ phải có một câu hỏi nữa nó hóc búa hơn. Để suy đúng nghĩ rồi. Coi, suy nghĩ coi. Rồi, bây giờ tôi có câu hỏi này chắc chắn là sẽ khó hơn nè. Heo team có bao nhiêu người? Bên này trả lời trước. Ôi. Câu này quá đơn giản. Heo team có 8 thành viên. Ồ, vậy bên này là thật rồi nè. Bên này là xạo đúng không? Ôi, tôi là người thật. Bên này đúng là người thật nè. Tôi là người thật mà không? Tôi là Sammy Đào mà. Tôi không tin nữa. Bởi vì bên này trả lời đúng, còn bên này trả lời sai, bà là giả đúng không? Đúng rồi. Tôi mới là Sammy thật, còn đây chỉ là Sammy giả mạo thôi Phong. Đúng rồi. Tôi là người yêu thương ông này, tôi còn cho nấu lại trong ăn nữa chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi bỏ lẹ ra đi luôn. Khoan đã, khoan đã. Đứng lại đó, đợi một tí. Bà hãy mau quay lại đây đi. Tôi có chuyện muốn nói nữa nè. Gì mà nói nữa? Còn quay lại đâu đây mà nói? Bây giờ á, tôi không cần biết hai người ai là giả ai là thật. Bởi vì á, từ nãy giờ bên này đã trả lời đúng hết câu hỏi rồi, cho nên bà chính là giả mạo. Tôi không quan tâm đến bà nữa. Ủa, Sam ơi, bà chính là thật đúng không? Hả? Đúng rồi, tôi là thật nè, tôi là Sammy thật á. Trời ơi, chính vì như vậy là tôi biết ngay bà là thật mà. Bởi vì sao? Bởi vì tôi rất là thương bà cho nên tôi biết bà là thật. Yên tâm đi, yên tâm đi. Không nha. À, mà khoan đã, tôi quên mất. Hồi sáng nay á, tôi đi mai, sẵn tôi có câu được một ít cá rất là ngon nè. Hôm nay tôi sẽ nấu cho bà một nồi canh chua cá lóc rất là ngon. Trời ơi, cá là món khoái khẩu của tôi luôn á. Cảm ơn ông nha, Phong Cận. Ok, nè, cá nè, ăn đi, ăn đi. Còn cái tên giả mạo kia, mà nói cho ngươi biết, mặc dù á, ta biết ngươi là giả mạo, nhưng mà ta là một người con trai rất là rộng lượng. Chính vì vậy cho nên, ta sẽ tặng cho ngươi một ít cá, đem về ăn đi và đừng gặp ta nữa, nhanh lên. Trời trời, cái ông này quá đáng vừa nha, tôi có biết ăn cá đâu mà tôi bị dẫn cá mà. Quên hả? Gì? Vô đi. Dẫn cá? Ai Sam ơi, hình như tôi nhớ là Sammy bị dẫn cá mà ta. Hả? What? Tôi có. Cái tên giả mạo kia, ta đã biết ngươi chính là giả mạo ngay từ đầu rồi. Từ nãy giờ ta chỉ diễn kịch để cho ngươi sập bẫy thôi. Cái gì chứ? Mày dám phích được ta vậy? Cái bà kia, rốt cuộc bà là ai? Hả? Còn ai nữa? Chắc chắn bà này chính là mụ phù thủy bất hạnh rồi. Tôi nói cho bà biết nè, ngay từ đầu tôi đã biết bà chính là giả mạo rồi. Những câu hỏi mà tôi hỏi bà ai cũng biết hết trơn á, bởi vì đăng đầy ở trên kênh YouTube rồi, cho nên chắc chắn mọi người sẽ biết. Tôi chỉ hỏi để gài bẫy bà thôi. Thật ra tôi đã biết bên đây chính là Sammy thật ngay từ đầu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Sammy có một mùi tóc rất là thơm, tôi rất thích mùi tóc của Sam. Còn bà, bà toàn là mùi của mắm tôm không bà? Bà già mà còn không tắm nữa chị ơi. Đúng rồi, nha. Đúng là phù thủy không bao giờ chịu đi tắm hết trơn á. Ôi, trời ơi, bà biết là thành nguyên hình đây nè. Trời ơi, nguyên hình á hả? Dù bà có biết thành tôi, bà không thể nào 100% giống tôi được. Vì tôi vừa sạch sẽ vừa thơm tho, còn bà thu quắc à, hiểu chưa? Ôi, khoan đã. Từ từ, để ta nói cái này. Này bà phù thủy bất hạnh, bà đừng thích tôi nữa. Bởi vì sao? Tôi biết rằng á là bà thích tôi. Bà đã biến Sammy trở thành một con heo để tôi không thích Sam nữa. Và bây giờ bà còn biến bà thành Sammy luôn. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, trong lòng của tôi chỉ có một Sammy thôi. Và trên đời này chỉ có một Sammy duy nhất mà thôi. Chính vì vậy cho nên bà đừng hòng chia cách tình cảm của tôi và Sammy. Bà hãy đi. Tốt quá mà. Ta sẽ trở lại. Bà kia, đứng lại. Quay lại cho ta. Gì nữa? Trước khi đi tôi phải tặng bà một món quà đây, chai dầu gội. Ngồi đầu đi, thú quá ha. Rồi đi. Ôi trời ơi. Ghê quá. Trời ơi, mình nhục. Trời ơi, bà chạy mất tiêu rồi trời ơi. Luôn. Cái bà này á là bà đến tận 20 mấy ngàn tuổi rồi, cho nên á là bà mấy ngàn tuổi bà không mấy ngàn năm bà không đi tắm luôn, cho nên cái mùi ghê. Rồi. Cái đầu bà toàn mùi mắm tôm không à, sao mày ghê quá. Ôi nhưng mà sao bà? Tôi nói cho bà nghe nè. Bà thấy không? Mặc dù á là bà Huệ Bất Hạnh đã biến bà thành một con heo luôn, nhưng mà tôi vẫn rất là thương bà. Bởi vì á, đối với tôi á, trên đời này chỉ có một Sammy mà thôi. Phong Cận thương Sammy đa vũ trụ. I love you 30.000 luôn. Dễ thương dễ sợ. Ôi, yêu Phong Cận quá trời đất luôn à. Còn bây giờ là Kim Cương nè, bọn mình cũng nhau đi ăn nhé.
Rồi ok, rồi đi ăn kem nè, let's go. Ok yeah. Đi ăn thôi. Đó, mấy bạn thấy không, mặc dù là bà phụ hủy bất hạnh, bà ấy đã biến Sammy trở thành một con heo xấu xí, nhưng mà Phong vẫn thích Sammy. Phong vẫn gọi là nhận ra Sammy nào mới chính là Sammy thật. Mấy bạn thấy gọi là Phong thương Sammy không? Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mấy bạn thích video này, đừng quên hãy để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mấy bạn ở những video lần sau. Bye tạm biệt. Đi ăn thôi Sam ơi, let's go. Đi thôi. Hello team, hello team.